vị đã quay trở lại với kênh online 24 giờ TV. Chúc quý vị sẽ có những thời gian thư giãn tuyệt vời cùng với chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn vào nút chuông nho nhỏ bên cạnh để cập nhật tất cả những tin tức mới nhất. Còn bây giờ, chần chừ gì nữa, hãy đến với những tin tức hot nhất trong ngày. Lý Hải Minh Hà kỷ niệm 10 năm cưới bằng bộ ảnh lãng mạn. Để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 10 năm ngày cưới vào tháng 11, cặp đôi đã rủ nhau chụp một bộ hình lãng mạn tại làng Cù Lần, Lạc Dương, Lâm Đồng. Đạo diễn của series Lật Mặt lái xe Jeep, chở vợ trèo đồi, lội suối, ngắm núi rừng Tây Nguyên, ngồi bên cạnh Minh Hà tỏ ra vô cùng phấn khích. Giữa khung cảnh lãng mạn, Lý Hải dành cho Minh Hà nhiều cử chỉ ngọt ngào, anh nắm chặt tay vợ mọi lúc, chăm sóc cô từng ly từng tí trong buổi chụp hình. Dù đã cưới nhau gần 10 năm và có 4 người con, nhưng cặp đôi vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ vì luôn mặn nồng như thuở ban đầu. Hai con lớn đã quay trở lại trường nên tham gia cùng vợ chồng Lý Hải Minh Hà trong chuyến nghỉ dưỡng này. Chỉ có hai bạn nhỏ là Sunny và Mio. Chia sẻ lý do chọn Lâm Đồng làm địa điểm chụp hình kỷ niệm 10 năm ngày cưới, Minh Hà cho biết cô và ông xã đều yêu thích hòa mình vào thiên nhiên, luôn muốn tìm kiếm sự thanh bình, khác xa cuộc sống quá ồn ào, náo nhiệt ở thành phố. Vì vậy, cả hai quyết định đến Tây Nguyên để tìm một nơi tổ chức kỷ niệm ngày cưới vào cuối năm. Đến làng Cù Lần, vợ chồng cô và hai con đều cảm thấy choáng ngợp với thiên nhiên nơi đây, nên ngẫu hứng thực hiện luôn một hộ hình làm kỷ niệm. Dịch Covid-19 khiến Lý Hải phải rời lịch ra mắt Lực Mặt 5 sang Tết Nguyên Đán, đồng thời làm ảnh hưởng đến nhiều công việc của hai vợ chồng anh. Tuy nhiên, cặp đôi không nản chí mà cô thời gian được ở nhà suốt thời gian tránh dịch để các thành viên gắn bó với nhau hơn. Hiện tại, vợ chồng Lý Hải Minh Hà tập trung cho việc làm hậu kỳ bộ phim Lực Mặt 5. Song song với đó, họ cũng tìm ý tưởng để viết kịch bản cho Lực Mặt 6 dự kiến ra mắt vào dịp 30 tháng 4 năm tới. Lý Hải Minh Hà kết hôn vào năm 2010. Sau đó lần lượt sinh 4 nhóc tỳ Rio 9 tuổi, Cherry 7 tuổi, Sunny 5 tuổi và Mio 4 tuổi. Gia đình hạnh phúc cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ yêu mến. Minh Hà từng cho biết bí quyết để vợ chồng cô sống hạnh phúc là luôn cảm thông chia sẻ, nhường nhịn nhau trong mọi công việc.